tap down. Chuyến ra hạt đây, buổi sáng giờ khoảng tầm 7 giờ, có một kiến nù đẹp. Một hai ba bốn bốn năm rồi, đẹp không? Giờ cái ESO ấy. Dạ, cái ESO này kiên nù từ sáng đến chiều, giờ 17 giờ rồi, giờ được con kiến qua nù ESO ấy. Từ sáng được cây kiến ở trên, còn cây nữa đây. Kiến này nhỏ, đẹp chưa? Đây. Và kiến, kiến này nhỏ chút xíu, có lấy được không biết. Giờ mình bóc này.
Pak. Giả cái xô đây. Giạc này quá đẹp. Mấy cái thanh già đó. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu gì đó. Đây là một kiên nhỏ nữa. Để trời mưa bốc lên cây cũng khó lắm. Ở đây hai cây nữa. Mở quá. Đây. Đẹp chưa? Đây nữa. Chỉ đây hai cây. Trên này cũng hai cây. Đây. Đây. Bốn cây. Dưới bên này nữa. Đây. Đây nữa. Xí nữa dầm chân. Đây. Sao cây. Trời mưa. Giờ cái xô đây. Đẹp chưa? Sáng. Giờ tầm 9 giờ rồi. Được 6 cây. Hồi nãy bên kia cũng được lấy 2 cây rồi. Giờ thằng bạn nó qua đây nó không thấy một cây. Thì sau đó mình lên trên nữa không thấy thêm mấy cây nữa. Hồi nãy thằng bạn thấy cây này thôi. Đấy, thấy cây này thôi. Lên thấy một cái thêm thấy cây này nữa. Lên thấy trên mấy cây này nữa. Đây. Đẹp chưa mọi người? Đấy, nù. Lá dày. Giờ mình bóc thôi. Cây cao quá là cao luôn á. Nè đây. Lấy kiến gia hạc đi. Ai từng thấy kiến gia hạc nhiều như thế này chưa?
Đây. Quá là nhiều luôn á. Giờ cầm mỗi tay quá. Một tay cầm một cái quay điện thoại. Mỗi tay thì đây kiên đây. Giờ mình đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nhiều lắm, không đếm được. Đây đây. Chưa hết luôn đây. 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 Đẹp chưa? Những người này nhỏ quá. Giờ mình tính sao đây? Để lại hay là bóc đây? Đây, thấy chưa? Nhiều quá, nhiều luôn á. Mình quay từ trên luôn nha. Đây, cùng mọi người xem đây. Đó, thấy chưa? Quá là nhiều luôn ấy. Đây. Đây. Hơn 50 cây luôn. Hơn 50 con kiến luôn. Mỏi tay quá, quay không được nữa. Thôi.